Với kết quả hòa hai đều trên sân của Găng ở lượt trận thứ tư vừa rồi kết hợp với chiến thắng 3-1 của Dynamo Zagreb trước Rapid viên West Ham đã chính thức có vé đi tiếp tại Europa League mùa này. Hiện tại với 10 điểm sau 4 lượt trận, đại diện nước Anh đang dẫn đầu tại bảng H cùng khoảng cách lần lượt là 4 và 6 điểm trước hai đối thủ xếp sau. Tuy nhiên cũng chính vì việc đã chắc chắn cho tấm vé đi tiếp mở lượt trận tới đây, thầy trò huấn viên David Moyes không tạo được niềm tin về quyết tâm thi đấu trong cuộc chạm trán với Rapid viên và không chỉ có tinh thần ở hiện tại, búa tạ cũng đang gặp vấn đề về chuyên môn khiến những lo ngại dành cho họ lại càng tăng lên. Cụ thể ngay cuối tuần vừa rồi họ đã để thua không một trên sân của đối thủ dưới cơ là Wolverhampton ở giải Hoàng Anh. Đó cũng đã là trận thứ hai liên tiếp không thắng khi phải xa nhà trong quãng thời gian này. Như vậy có thể nói yếu tố sân bãi cũng đã bắt đầu cho thấy trở ngại với West Ham trong khi ở phía bên kia chiến tuyến, Rabbit Viên lại tạo được niềm tin lớn hơn nhiều. Điều đó xuất phát từ phong độ tương đối tích cực mà đại diện nước Áo đã thể hiện thời gian gần đây. Cụ thể sau 5 trận họ đã giành được tới 3 chiến thắng. Đặc biệt thành tích sân nhà của Rabbit Viên thời gian vừa rồi cũng vô cùng ấn tượng khi đã toàn thắng ở cả bốn trận gần nhất. Bên cạnh đó còn là tâm lý chiến đấu của thầy trò huấn viên Hexker Burger Cần biết rằng lúc này Rabbit viên mới có 3 điểm, kém 7 điểm so với đội đứng thứ hai và một điểm với đối thủ ngay trên. Điều đó có nghĩa là thầy trò huấn viên Hitzkerberger vẫn cần điểm để cạnh tranh cho ít nhất là vị trí thứ ba để xuống chơi tại Conference League. Chính vì những yếu tố như vậy mà càng khiến quyết tâm thi đấu của đại diện nước Áo trở nên lớn hơn. Tuy nhiên những diễn biến trên sàn giao dịch châu Á vẫn đang cho thấy xu hướng ủng hộ lớn hơn đội khách. Khi xếp kèo chấp đến tới một hòa ở lượt đi, họ đã chấp hai hòa trên sân nhà nên việc chấp như vậy lượt về tới đây trong điều kiện sân khách là hoàn toàn hợp lý. Trong bối cảnh như vậy rõ ràng là West Ham được xem như cái tên đáng tin hơn ở trận đấu tới ở phương diện tổng bàn thắng với sự cởi mở trong lối chơi của hai đội đánh giá cho khả năng bùng nổ ở trận đấu là không hề nhỏ tuy nhiên thì với tính chất quan trọng lại thêm hiệu quả ghi bàn gần đây của cả hai cũng không ổn định vì thế nên vẫn còn nhiều nghi ngờ và với mức kèo không quá ấn tượng là hai ba phần tư mốc dưới được xem như lựa chọn phù hợp hơn trái với đó tại bảng c một đại diện khác của anh là leicester city đang ở trong cuộc cạnh tranh căng thẳng hơn nhiều trước tấm vé đi tiếp cụ thể lúc này với 5 điểm có được sau 4 lượt trận bầy cáo đã đứng thứ ba tại bảng đấu kém hai đội xếp trên lần lượt là một và hai điểm trong khi với đối thủ đứng ngay sau cũng chỉ kém khoảng cách của một trận hòa ở lượt trận áp sát tới đây leicester city sẽ có có cuộc chạm trán với Leicester đội bóng đang đứng ở vị trí thứ hai tại bảng đấu. Điều đó có nghĩa là nếu thắng họ sẽ qua mặt được chính đối thủ để ít nhất vươn lên nhóm có vé chính thức đi tiếp. Đây là mục tiêu nằm trong khả năng của đại diện nước Anh bởi lẽ về cơ bản họ vẫn được đánh giá cao hơn về chuyên môn so với đối thủ. Bên cạnh đó thì trận đấu tới bảy cá có được chơi trên sân nhà nên niềm tin cần được củng cố. Tuy nhiên vấn đề khiến họ bị nghi ngờ lúc này là về phong độ khi mà quãng thời gian gần đây đang chứng kiến sự đi xuống. Cụ thể bốn trận gần đây Leicester City chỉ toàn hòa và thua riêng trên sân nhà còn thua hai và chỉ hòa một ở ba trận gần nhất. Tuy Tuy nhiên may mắn cho thầy trò huấn viên Brendan Rodgers khi bên kia chiến tuyến đối thủ của họ còn trong tình trạng tệ hơn. Cần biết rằng Leicester City còn đang ở trong tình cảnh xuống dốc không phanh khi mà ở 9 trận gần đây chỉ có một chiến thắng, còn lại toàn thua. Riêng trên sân khách họ cũng đã để thua tới 4 qua 5 trận vừa rồi. Chính vì vậy mới nói là hy vọng là có dành cho Leicester City. Trên sàn giao dịch châu Á nhà cái cũng thể hiện điều đó khi xếp họ ở kèo chấp hai hòa so với mức chấp một hòa ở lượt đi. Mức chấp lần này đã cho thấy ưu thế vượt trội của bài cáo trong điều kiện sân nhà. Dù cho họ cũng đang có phong độ không tốt. Chính vì lẽ đó mà vẫn có hy vọng cho đại diện nước anh ở trận đấu tới trong một diễn biến khác với tình thế hiện tại lê gia nhiều khả năng sẽ chơi chắc chắn để tìm kiếm một kết quả hòa qua đó vẫn giữ được lợi thế của mình tuy nhiên với hàng thủ đã liên tiếp thủng lưới thời gian gần đây sẽ khó mà trông đợi vào điều đó nhất là khi leicester city cũng là cái tên có xu hướng chơi khá bùng nổ cùng hoàng công hiệu quả và với mức tài xỉu cũng được niêm yết khá cao là ba hòa mốc trên cũng được trông đợi ở trận đấu này